hôm nay thì công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giải đáp cho các bạn các câu hỏi liên quan đến bậc trung học quốc tế tại Singapore. Tiếp theo là câu hỏi của chị Thu ở Bến Tre. Chị Thu có hỏi như sau: con gái của tôi đang học lớp 10 với điểm phổ thông là 7.5. Tôi muốn cho cháu sang du học và tại một cái trường trung học quốc tế tại Singapore vào tháng 9. Nhờ Tân Đại Dương có thể giới thiệu cho tôi thông tin một số trường tại Singapore. Chị Thu thân mến, thì chị có thể tham khảo chương trình học của trường quốc tế ICS International. Đây là trường đào tạo bậc trung học và dự bị đại học trực thuộc trường trung học công lập Anglo-Chinese School. Và ICS được thành lập năm 1886 và là trường công lập lâu đời ở Singapore. Đặc biệt là từ năm 2008, thì ICS nằm trong hệ thống trường mà được chính phủ Singapore cấp được cái học bổng đào tạo tài năng trẻ I-Star. Trường đã kết hợp với những cái phương pháp giáo dục ưu việt của Singapore với cái chương trình giảng dạy của tổ chức tú tài quốc tế. Và bằng tú tài quốc tế IB thì được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới với thời gian đào tạo là 2 năm. IB cũng được xem là một trong những điều kiện đầu vào với các trường đại học công lập tại Singapore cũng như là các trường đại học khác trên thế giới. Thì trường còn đào tạo các chương trình phổ thông cơ sở quốc tế như là IGCSI hoặc là với cái thời gian đào tạo là 4 năm tương đương với cấp 2 tại Việt Nam. Cái chương trình là đào tạo khóa chính thì học sinh còn có thể tham gia chương trình SAT là một trong những điều kiện bắt buộc để vào các trường đại học.